Rồi tôi bị cứ lo chào không mà. Đó, cái tôi cần là có rõ hay không chứ còn mình không có cần chào. Cảm ơn quý vị nhiều nhiều. Xin hỏi trong room này có vị nào mà vừa nghe mà vừa có thể online được không? À, nếu mà vừa nghe vừa online được các vị mở dùm mở dùm cái bài kinh Trung Bộ, Trung Bộ 119, gọi là kinh thân hành niệm để mà đọc thêm. Mở rồi cái post cái link ấy lên trên đây cho bà con đang người ta mở thôi, người ta xem thêm một lát nữa. Cảm ơn. Người ta nghe giảng xong rồi cái người ta lấy ra để mà người ta đọc thêm. Cảm ơn nhiều lắm nha. Tức là mình học kinh này mà học luôn cả kinh khác nữa. Bởi vì mình sẽ thấy có một cái sự tương quan rất là chặt chẽ, rất là mật thiết giữa kinh điển. Đó là cái điểm độc đáo của giáo lý ở đây á. Chúng ta thấy nguyên một cái chương này là nói về cái gọi là thân hành niệm, nói về thân hành niệm, cho nên đó là trước hết là phải định nghĩa thân hành niệm là cái gì cái đã. Định nghĩa thân hành niệm trước cái đã rồi sau đó mình mới nói chuyện khác được. Thân hành niệm ở đây có nghĩa là lấy cái tấm thân này, thân hành niệm là cái pháp môn chỉ quán song tu, lấy thân xác này cùng các cái tư thế sinh hoạt làm cái đề mục, làm đề mục khi tu chỉ Samatha đó ha, thì lấy định trọng tu quán Vipassana đó là tuệ làm trọng. Nên nhớ, cái nên nhớ mới quan trọng nè. Nên nhớ trong bát chánh đạo, mỗi chi đạo được hỗ trợ bởi bảy chi đạo còn lại, nhớ nha. Nên trong Samatha đó, nên trong Samatha đó thì cái phần này tôi có giảng rồi phải không, có việc có học này chưa ta? Nên trong Samatha đó thì bảy chi đạo hỗ trợ cho chánh định, rồi trong Vipassana đó thì chánh niệm được hỗ trợ bởi các cái chi đạo còn lại. Cũng có thể nói chánh kiến, chánh tư duy theo cách này, tức được các cái chi đạo còn lại hỗ trợ. Nhớ nha, nhớ cái này. Rồi thứ nhất là nói về cái ý nghĩa chung chung của thân hành niệm là lấy cái thân này nè làm cái đề mục để tu tập thiền chỉ và thiền quán, tức là tu Samatha và Vipassana nha. Đó là nó nói định nghĩa chung chung. Còn định nghĩa chi tiết á, cho dễ nhớ thì thân hành niệm gồm các đề mục
sao đây? Để. Một. Sau đây một là cái gì ta? Là hơi thở. Hai là bốn đại oai nghi, tức tư thế sinh hoạt chủ yếu gồm đi đứng nằm ngồi. Rồi số 3 đó là tiểu oai nghi, tức cả cử động ngoài ra bốn cái trên đó. Rồi cái số 4 đó. Là số 4 là 32 thể trược. Số 5 á là bốn đại: đất, nước, lửa, gió, trong thân. Rồi số 6 á là các giai đoạn trước sau của tử thi, tức thi hài người chết từ lúc mới chết. Rồi trương sình đến khi chỉ còn là bột trắng, xương á, bột trắng. Nghe rồi, tổng cộng là 6 nha, tổng cộng là 6 cái đề mục lấy từ tấm thân này. Samatha đó. Đó. Bằng thân hành niệm á, là tập trung sự chú ý vào các đề mục trên đây, thêm phía trên đây nữa. Tu Vipassana đó thì trước hết dùng chánh niệm ghi nhận các đề mục trên đây. Khi mà niệm đủ mạnh á thì tuệ tự nhiên có mặt để soi rọi và phát hiện cái tính nhân quả cùng tam tướng của thân. Đó là cái nội dung tu hành đó, nội dung mà tu tập và thân hành niệm là như vậy đó nha. Đó là nội dung tu tập thân niệm là như vậy đó. Bây giờ tôi giảng từ cái hơi thở trước. Hơi thở bữa hôm giảng rồi nhưng bữa nay vẫn giảng sơ lại, có nghĩa là có hạng hành giả tu quán trước mà chỉ sao, có hạng hành giả tu chỉ trước quán sau, có hạng hành giả
Chỉ quán song tu, tức cùng lúc, rồi có hạng hành giả chỉ tu quán, rồi có hạng hành giả chỉ tu samatha. À, nó có vụ này nữa nha. Thì tùy thôi. Bây giờ mình nói cái hạng hành giả mà có hạng, trong trong mấy hạng này có hai hạng mà phải nói là thời này mình thấy nhiều. Hạng thứ nhất là thuần túy tu vipassana thôi, không quan tâm đến samatha. Thì thở ra biết là thở ra, thở vào biết là thở vào. Đó là tu hơi thở mà qua thân quán, còn tu hơi thở mà qua thọ quán đó là biết thở ra bằng thọ hỷ hay thọ lạc, thọ khổ hay thọ ưu. Thở vào cũng vậy, biết rõ mình đang thở vào bằng cảm thọ gì thì đó là tu hơi thở mà qua thọ quán niệm xứ. Rồi tu hơi thở mà qua tâm quán niệm xứ là biết mình đang thở ra bằng tâm tham, đang thở vào bằng tâm tham. Cái này coi trong chánh tạng chứ không phải là tôi nha, không phải là tôi nói, là kinh nói nha. Thở ra bằng tâm tham, thở vào bằng tâm tham, thở ra bằng tâm thiện, thở ra vào bằng tâm thiện. Đó là tu hơi thở mà qua tâm quán niệm xứ. Còn pháp quán niệm xứ là sao? Là kết hợp lại cũng y chang như cái thân thọ tâm ta tâm quán niệm xứ vậy đó, nhưng mà nó chuyên nghiệp hơn. Biết thở ra thay vì bên tâm quán mình niệm là tôi đang thở ra bằng tâm sân, thở vào bằng tâm sân, tôi đang thở ra bằng tâm tham, thở vào bằng tâm tham, đó là chung chung. Còn bên thọ bên pháp quán nè, tôi đang thở ra bằng sân triền cái, tôi đang thở vào bằng sân triền cái, tôi đang thở ra bằng dục triền cái, tức là tham đó, tôi đang thở vào bằng dục triền cái. Rồi bây giờ tới tâm quán niệm xứ, tôi biết đây là tâm có niệm, đây là tâm có định, phải không? Còn bên pháp quán niệm xứ thì nó chuyên nghiệp hơn. Tôi đang thở ra bằng niệm giác chi, tôi đang thở vào bằng niệm giác chi, tôi đang thở ra bằng định giác chi, và tôi đang thở vào bằng định giác chi. Và vì ấy biết rõ quán niệm vô thường tôi thở ra, quán niệm vô thường tôi thở vào. Thì dĩ nhiên người không có hành trì mà chỉ ngồi nghe giảng thôi đó thì thấy kỳ kỳ, nó ủa làm sao cái tâm mình cùng một lúc mà làm hai việc vậy ta, nhưng mà không có hành mới thấy. Ý thức rõ rằng mọi thứ là vô thường, hơi thở là vô thường, tâm ghi nhận hơi thở cũng vô thường. Trên nền tảng ý thức này, vị ấy theo dõi hơi thở. Thôi bây giờ tôi nói cho bà con dễ hiểu nè. Tôi đang ngồi, thì phải ghi cái mốt khỏi chối. Tôi đang ngồi nuôi bệnh mẹ tôi. Ha? Tôi đang ngồi nuôi bệnh mẹ tôi. Và tôi giết thời gian bằng cách đan áo len. Lúc đó tôi có thể tâm niệm rằng trong từng mũi, trong từng đường len đi, trong từng đường len, tôi nghĩ đến mẹ tôi. Trên cái nền tảng đó, trên cái nền tảng lo nghĩ đến mẹ đang bệnh, tôi pha trà cũng trong suy nghĩ về mẹ, dầu lúc đó tôi đang rất cẩn thận với cái bình nước sôi. Biết trong đây có nghe kịp không ta? Đó, ở đây cũng vậy đó. Tức là tôi đang ngồi nuôi bệnh mẹ tôi và giết thời gian bằng cách là đang áo len. Thì lúc đó tôi có thể tâm niệm trong từng đường len tôi nghĩ đến mẹ tôi. Ở đây cũng vậy, ở đây cũng vậy. Có nghĩa là vị đó theo lúc đầu đó là cái niệm còn yếu nha, lúc đầu cái niệm còn yếu thì vị đó chỉ có thể làm được một việc,
đang thở ra biết là đang thở ra, đang thở vào biết thở vào, khi mà cái niệm nó mạnh đến một mức độ nào đó, vị đó tự nhiên trên cái nền tảng mà ghi nhận đó, vị đó nhận ra một điều: hơi thở ra không phải là hơi thở vào không phải hơi thở ra. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là hơi thở đang vô vô thường, mà cái tâm mà ghi nhận hơi thở vô thường thì cái tâm ghi nhận nó cũng là vô vô thường. Tâm ghi nhận hơi thở vào á không phải là tâm ghi nhận hơi thở ra. Nhớ cái đó, hơi thở vào không phải là hơi thở ra. Như vậy thân tâm đang cùng lúc vô thường. Hành giả ghi nhận cái sự vô thường ấy qua từng hơi thở. Tức là tâm vẫn ghi nhận hơi thở ra vào, nhưng mà ghi nhận trên cái nền tảng là nhận thức được cái sự vô thường của mọi thứ. Không biết tôi nói trong rung có nghe kịp không, hoặc nói một cách khác nữa là quý vị đang giận tôi, cho nên đó là quý vị đang dọn đồ để một lát nữa đó là tôi về quý vị đuổi tôi đi nha. Thì quý vị đang dọn, quý vị đang tháo dây điện, quý vị phải rất là cẩn thận nha, phải rất là cẩn thận. Nhưng mà trên nền tảng của cái giận đó đó, quý vị vừa làm việc rất là cẩn thận, nhưng mà trên cái nền tảng của cái lòng giận 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 dữ, quý vị đang rất là giận tôi, đang rất là giận, nhưng mà quý vị vẫn làm việc tháo từng món đồ. Đây cái này của ông làm lát về mình đuổi ông đi, là đây đây này này, đây là bàn tủ ông mua nè, tầm bảy tầm ba mua về cho ở nhờ ở đậu, mà mua sắm đầy nhà giống như nhà của ổng vậy đó, ở không biết điều bla 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 bla. Nói chung là lúc đó quý vị vẫn đang làm việc rất là đàng hoàng, nhưng mà trên nền tảng gì, trên nền tảng là giận dữ, và trên nền tảng của cái suy nghĩ đuổi tôi đi. Ở đây cũng vậy, hành giả lúc này hành giả thấy rõ rằng là thân tâm này là vô ngã vô thường, trên cái nền tảng cái nhận thức đó đó, hành giả biết rõ hơi thở đang ra đang vào. Mà trước đây đó thì chỉ đơn giản thôi, chỉ đơn giản là ra biết là ra, vào biết là vào. Nhưng bây giờ lại khác, bây giờ cũng biết rõ cái ra vào đó, nhưng mà trên nền tảng của một cái nhận thức sâu sắc rằng là hơi thở vào không phải hơi thở ra, hơi thở ra không phải là hơi thở vào, nên cái tâm mà biết hơi thở vào không phải là tâm mà nhận biết hơi thở ra, và cái tâm mà nhận biết hơi thở ra nó không phải là cái tâm nhận thức hơi thở vào. Như vậy thì hơi thở trước không phải là hơi thở sau, hơi thở vào không phải là hơi thở ra, và cái tâm ghi nhận hơi thở trước không phải là tâm ghi nhận hơi thở sau, cái tâm ghi nhận hơi thở vào không phải là tâm ghi nhận hơi thở ra. Đó, nó từ bước như vậy. Thì nếu mà đủ duyên, nếu mà đủ duyên lành ba la mật, thì trong lúc đó hành giả chỉ cần, nếu đủ duyên lành ba la mật, lúc đó hành giả sẽ nhận ra rằng thân tâm này là khối tổng hợp liên tục sinh diệt. Thân tâm này là khổ đế, bất cứ sự đam mê nào trong khổ đế cũng đều là tập đế. Nhận thức hai điều đó để mà không đam mê nữa thì nhận thức này chính là đạo đế. Bất cứ lúc nào tập đế vắng mặt
Triệt để thì đó chính là diệt để. Dạ biết rõ như vậy, biết rõ, biết rất rõ. Và dĩ nhiên buổi đầu á, buổi đầu nhận thức này hoàn toàn dựa trên kiến thức vay mượn từ người khác. Lúc mà chứng đạo á thì cái biết này hoàn toàn do chính hành giả cảm nhận, nó không giống với lý thuyết đã học nhưng cũng không mâu thuẫn sai khác, giống như con đường trên bản đồ và con đường ở ngoài thực tế. Có nghĩa là cái con đường mà trong bản đồ và con đường bên ngoài mà quý vị nói rằng nó giống cũng được, mà quý vị nói nó khác cũng được. Nó giống là giống làm sao? Thì cái con đường ngoài ở ngoài nó đa dạng, nó phong phú, nó sinh động hơn nhiều. Cũng ngã ba đó, thì bên ngoài nó có cái quán nước, rồi nó có cái cầu, rồi nó có mái đình, có cái đa, nó bla bla đủ thứ hết nha. Cho nên nó là cái con ở ngoài á, thực tế đó, và con đường bản đồ mình có thể nói khác hay giống là tùy mình nha. Nhưng mà tôi ví dụ như vậy là đã tận tuyệt rồi, quý vị phải hiểu thôi nha. Tức là nói giống cũng được mà nói khác cái cũng được. Cái con đường ở trong bản đồ nó không có mâu thuẫn, nó không có ngược lại con đường ngoài, nhưng mà nếu mà nói rằng nó giống nhau y chang thì sai, bởi vì con đường ở trong tấm bản đồ nó chỉ là một vệt mực thôi, thưa quý vị nha. Nhớ cái đó rồi. Cho nên ở đây là cái này một hơi thở này, vậy đó. Ngày xưa giờ là trong vô số kiếp mình nha, mình có thở, nhưng mà mình thở bằng phiền não, mình thở bằng thất niệm, mình thở bằng phóng dật. Và ngay cả mình có lúc mình cũng thở bằng chánh niệm, nhưng mà chánh niệm nó không phải thở bằng niệm thôi, chứ không phải là cái niệm mà của cái người tu tứ niệm xứ. Bởi vì nếu mà vô số kiếp về trước mà mình đã từng tu hành á, thì hôm nay là mình không có tệ như vậy đâu nha. Có nghĩa là nhiều đời đó là mình đã không có thở đúng theo cái ý Đức Phật muốn. Cái ý Đức Phật muốn là mình phải thở bằng niệm và tuệ. Trong vô số kiếp tiền thân ta chỉ biết tối đa là thở bằng định để chứng thiền, nhằm có thần thông có thể nhập định để hưởng lạc và sanh về cõi Phạm Thiên. Chỉ có chư Phật mới dạy ta cái phép quán niệm hơi thở mà theo cái tinh thần tứ niệm xứ, để qua đó ta thấy ra được cái bản chất tam tướng, tức là vô thường khổ vô ngã, rồi bản chất tùy duyên, bản chất nhân quả của thân tâm, rồi nhàm chán chấm dứt đam mê không còn tái sanh nữa. Ngày hôm qua tôi đã nói rồi, một cái người mà biết đạo không biết đạo mà biết lơ mơ đó,
thì họ khó mà chấp nhận được cái cứu cánh niết bàn của Phật giáo lắm, rất là khó, là bởi vì họ thấy đời là khổ thì họ cứ mong là có một cái nơi nào đó để họ về trường sanh bất tử ha, đời đời hưởng lạc, cái gì cũng tội ý tội nguyện, không có bị đau khổ buồn thương sợ hãi âu lo nữa. Nhưng mà trong cái tinh thần rốt ráo của đạo Phật á, thì cái cảnh giới đó không có thật, không có một cảnh giới nào mà trường sanh bất tử hết. Cái cảnh giới mà lâu nhất á, là chỉ có 84.000 đại kiếp, đó là cõi địa ngục không gian của người đoạn kiến nặng, hoặc là cái cõi phi tưởng của cái vị chứng thiền vô sắc. À, sau 84.000 đại kiếp rồi đó thì vị đó quay trở lại cõi dục theo cái sự chi phối của tiền nghiệp vô lượng kiếp tiền thân nha, cứ sờ quần như vậy hoài, có nghĩa là bữa hổm thuyết giảng về cái tội khổ sanh tử đó, Đức Phật ngài dạy rằng đó là giống như một miếng phân người hay là một miếng nước bọt đó, dầu chút xíu xíu cũng đáng gớm. Thì trong cái suy nghĩ của một vị Phật á, ngài thấy rằng một khoảnh khắc có mặt trên đời này nó là vô nghĩa mà nó cũng đáng chán như là một bãi nước bọt vậy đó nha. Thì cái người không có cái duyên lầm đó, thì hôm qua tôi có nói đó, đời nó có ba hình thái đau khổ. Thứ nhất á, là gánh chịu cái mình ghét, thứ hai là xa cách cái mình thích, và cái thứ ba là cái hình thái vi tế nhất á, đó là cái tánh lệ thuộc mọi sự để có mặt. Thì cả ba cái hình thái đau khổ này thì cái bậc thượng trí á, thì người ta chán ngay cái chuyện mà phải có mặt trên đời này bằng cái sự lệ thuộc các điều kiện nha. Tức là một con kiến, một con ong nó muốn sống nó cũng phải ăn uống, nó phải bay đi chỗ này bay đi chỗ kia, nó phải nhờ đến hoa đến phấn đủ thứ hết thì nó mới sống được. Một cái cọng cỏ cọng rêu nó cũng phải cần đến bao nhiêu điều kiện nó mới có mặt được, nói chi là một con người, rồi là sự nghiệp, rồi là quyền lực, rồi là sự hình thành sự cấu tạo của một xã hội, một đất nước, một dân tộc, một châu lục. Bao nhiêu là vấn đề tế toái, mà cuối cùng thì sao, mọi thứ đổ sông đổ biển hết. Đổ sông đổ biển hết có nghĩa là chết rồi thì là đi qua kiếp khác làm mới là từ đầu, đó là chuyện cá nhân. Còn cái chuyện mà chuyện đại thể của quần sanh á, chẳng hạn như chuyện dân tộc quốc gia, tôi nói cái này những cái nhà mà gọi là nặng lòng với chính trị họ rất là khó chịu, bởi vì nói theo tinh thần của Phật pháp rốt ráo đó, thì dầu là chủ nghĩa dân túy, tức là chủ nghĩa dân tộc cực đoan ấy, thì cũng không có chỗ đứng ở trong lòng Phật giáo. Là vì sao? Là vì kiếp này tôi là người Việt Nam, tôi thấy cái đảo Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam, tôi mới đấu tranh bằng mọi cách để mà lấy lại cho Việt Nam cái Hoàng Sa vốn dĩ đã mất năm 74. Nhưng mà sao bây giờ đêm nay tôi lăn đùng ra tôi chết, tôi làm con trùng con dế con dòi con sâu thì cái Hoàng Sa Trường Sa nó thuộc về ai, nó mắc mới gì tôi nha. Chưa hết, tôi mà chết rồi xâm lại lại làm người Tàu thì sao, tôi lại cầm cờ cầm loa tôi đi xuống đường biểu tình để mà giành cho bằng được cái chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa cho người Tàu của tôi. Nghĩ tới nó đã nản rồi. Rồi chưa hết đâu quý vị, bao nhiêu cái giấc mơ tranh bá đồ vương, mộng lớn của bao nhiêu vị nam tử hán đại trượng phu là muốn một tay che trời, thay đổi càn khôn lật ngược trời đất, muốn nắm vương quyền, xây dựng một cái đế chế để làm chi. Quý vị biết khi mà quý vị bỏ thời gian ra quý vị làm cái chuyện đó là thành công đó, tôi cho là thành công, quý vị mất đã hơn nửa đời rồi. Quý vị ngồi trên cái ghế đó được bao lâu, không bị lật đổ, không bị ám sát á, thì quý vị cũng chết già. Mà các vị tưởng tượng quý vị mà chạm tới cái thềm 80 rồi đó, thì cái đế chế nó rộng nó lớn cánh mấy nó không nghĩa lý gì hết. Cứ nhìn ông Fidel Castro lúc mà ông 90 thì biết. Lúc đó cái lịch sử Cuba, cái vận mệnh, cái tiền đồ của Cuba ra sao đối với ông lúc đó không còn nghĩa lý gì hết. Lúc đó mọi sự thì còn may ra, còn cái ông Raúl á, cái ông Raúl Castro ông em á thì còn may ra, chứ còn ông Fidel á là lúc ông nản rồi, chán rồi, ăn không được, ngủ không yên, ngồi đâu cũng đau nhức, cặp mắt thì kèm nhìn chảy ghèn, nhìn không rõ, tai thì điếc nghển ngãng. Cho nên á là nhiều đời nhiều kiếp mình á, là mình sống mình thở mình ăn mình uống mà trong một cái nhận thức rất là mơ hồ và vô minh, mình không thấy được những điều mà vừa trình bày nãy giờ. Sống thì không bao lâu mà muốn luôn nghĩ đến chuyện bền lâu, làm lâu đài đài bằng cát, làm lâu đài bằng cát mà cứ mong là thủy triều lên đừng có cuốn nó đi,
Thì cái này chỉ có trẻ con mà còn còn bú bình nó mới nghĩ vậy thôi, chứ làm sao mà lâu đài bằng cát mà xây dựng trên bờ biển mà có thể ngăn được thủy triều, nhà thủy triều lên cuốn phăng đi, cái chuyện đó không có. Mắt là vô thường, những gì mình thấy cũng vô thường, tai lỗ tai mình là vô thường mà những gì mình nghe được cũng vô thường, thì trên nền tảng của sáu căn vô thường, của sáu trần vô thường, thì bất cứ cảm giác buồn vui thương hận nào có được cũng thảy đều là vô thường nha. Cái hoa nó đẹp thiệt á, nhưng mà nó cũng có lúc nó héo. Rồi con mắt mình thì đâu phải là lúc nào nó cũng như vậy đâu, cũng có lúc nó không thấy đường, thí dụ như vậy. Thì coi như đó là cái con mắt vô thường, cái hoa vô thường, thì những cảm xúc mà có được từ cái lúc thưởng hoa, ngắm hoa đó, nó cũng vô thường theo. Nếu mà nó rốt ráo đó, thì toàn bộ đời sống này nó chỉ là cái sự có mặt một cách chóng vánh và mong manh của sáu căn sáu trần và sáu thức. Mà tại sao mình phải tu hơi thở, là bởi vì hơi thở là cái hiện tượng lý tưởng nhất để ta nhận ra cái hoạt động và sự tồn tại ngắn ngủi của thân tâm. Không một hoạt động nào của cơ thể lại thường trực và dễ nhận ra như hơi thở. Thí dụ như cái tuần hoàn của máu huyết thì nó là liên tục, nó là thường trực trúng, nhưng mà làm sao mà mình cảm nhận được đây? Còn những cái tư thế sinh hoạt như đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt gãi vuốt chà sát cầm lên để xuống tiểu tiện tắm rửa kỳ cọp lạp 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 là những cái đó lúc có lúc không. Còn cái tuần hoàn cái vận hành của bên trong mình, đường hô hấp đường tiêu hóa đó thì đúng rồi. Thì lúc nào nó cũng hoạt động liên tục, nhưng mà mình không có cảm nhận được, chỉ có hơi thở thôi. Hơi thở là hoạt động thường trực nhất mà cũng là dễ nhận ra. Còn có những cái nó thường trực mà nó khó nhận ra, còn hơi thở là cái thường trực mà dễ nhận ra nhất ở trong cái cơ thể của mình. Có như còn cái đi đứng nằm ngồi đúng là nó dễ nhận ra nó, nhưng mà nó không có thường trực. Chỉ có hơi thở vào ra nó, khi mình theo dõi nó thì mình mới toàn tâm toàn ý. Chỉ quan sát hơi thở thì ta mới toàn tâm toàn ý, dốc hết cái sự chuyên chú vào vào đề mục, vào cái tấm thân này cùng những biến chuyển tâm lý đi kèm. Wow, tức là trong từng hơi thở, đây đây tôi đang thở ra bằng sự sợ hãi, bằng sự ghen tuông hờn giận tiếc nuối áy náy day dứt thao thức trăn trở đây, các vị nghe kịp không? Đó, chứ không có một cái hiện tượng nào trong cơ thể mình mà nó lý tưởng hơn hơi thở. Hơi thở bây giờ các vị tìm cho tôi đi, đi đứng nằm ngồi, còn những cái hoạt động thường trực khác thì nó lại quá sâu kín, nó quá trừu tượng, cho nên mình không có thấy được. Chỉ có hoạt động hơi thở là cái mà mình có thể theo nó, dựa nó mà mình nhận ra cái thân tâm này cái bản chất nó ra sao. Đó, tức là dựa vào hơi thở mình mới thấy được, ồ thì ra cái sự tiếp nối giữa buồn với vui á, nó liên tục như vậy. Sự tiếp nối của cái cảm giác dễ chịu và khó chịu nó liên tục như vậy. Không có quan sát hơi thở, chúng ta khó bề mà nhận ra được cái sự biến chuyển liên tục thường trực thường xuyên của cái tấm thân này, không thể được. Chỉ có quan sát hơi thở, còn quan sát tâm á, thì nó lại là một chuyện khác, nó là một đề mục khác. Nhưng mà ở đây trong bài kinh này thì Đức Phật ngày ngày nhìn vào cái căn cơ của các vị tỳ kheo đang ngồi phía trước, thì ngài giảng về đề mục thân hành thị niệm. Ở một chỗ khác thì ngài lại dạy về quán tâm quán thọ quán pháp, nhưng mà ở đây thì ngay chỗ này nè thì ngài nói về cái thân hành niệm, tức là nhìn vào cái tấm thân này. Ngài có một lần đó, ngài và chư tăng có sau một cái chuyến du hành hoằng hóa lâu ngày và đường xa,
trở về kỳ viên thì buổi chiều đó Chư Tăng ngồi lại với nhau, Chư Tăng mới mấy vị phàm phu á, mấy vị phàm tăng ấy mới nhắc lại cái chuyến đi. Vị thì thích hồ, vị nói trời ơi ở yên chỗ tôi đâu bao giờ tôi ngờ trên đời này có mấy cái hồ đẹp dữ thần như. Có vị thì nói trời đó tôi đâu có ngờ có những cái cánh rừng mà nó đẹp như mơ. Có vị là thích suối, có vị thích hoa rừng, có vị thích ong bướm, có vị thích những ngã ba sông bát ngát, có nhiều vị thích những cánh đồng múc mắt. Thì lúc đó Đức Thế Tôn từ ở bên Hương Thất thì bước qua cái giảng đường, thì chưa ở trong đó lúc nào cũng có chỗ ngồi sẵn với ngài hết. Ngài bước vào, ngài ngồi lên đó và hỏi Chư Tăng là đang bàn về cái gì, cái câu chuyện bị gián đoạn bởi cái sự có mặt của Như Lai, các người đang bàn cái gì. Thì Chư Tăng mới nói dạ tụi con nhắc lại những cái nơi chốn mà đã đi qua đó. Thì Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo, không có một cái vùng đất nào đáng để cho các ngươi lưu ý lưu tâm chú ý cho nhiều bằng chính cái vùng đất này nè, chính là thân này nè, tâm này nè. Ở đó nó còn bao nhiêu thân tâm này chứa hết vũ trụ trong đó, siêu đọa hay giải thoát mai sau đều nằm hết ở đây. Tức là mai này mà mình có thành ông Bill Gates hay là ông Steven Jobs mình có giàu, mình có giỏi mình có tiếng tăm, hay là mình vô danh nghèo đói ở dưới gầm cầu ở dưới mái hiên, thì tất cả những cái đó, hoặc là con dồi con bò ở dưới ống trống dưới hầm cầu, hay là Phạm Thiên ở trên cát cõi thì tất cả những cái đó nó đều được khởi đi từ cái thân tâm này, có đúng không ta? Có đúng không ta? Alo, cái chuyện mà mai này mình xuống cống xuống hầm cầu mình ở hay là về Phạm Thiên, nó phải đi ra từ đây, đi ra từ đây. Đi ra từ đây. Bây giờ tự nhiên cái có người cứ tự nhiên ăn rồi cái chui vô cái góc rồi nó ngồi hít thở cho đã rồi đó. Khi nào có dịp bố thí thì đi bố thí, có dịp phục vụ thì đi phục vụ, có dịp đi nghe pháp thì đi nghe pháp, còn hãy không có chuyện gì thì chạy về cái ngồi lim dim. Mình thấy cái đời sống người đó có vẻ hình như là hơi hơi hơi, hơi bị man, hay bị chập, hay bị hâm, không? Nó có bình thường, nhưng mà mình đâu có ngờ rằng người đó đang từng ngày làm hai chuyện sau đây. Một là đang đổ nhựa cho cái con đường giải thoát, đang đổ nhựa cho con đường giải thoát. Mai này chiếc xe của họ nó cứ lăn tóc nó đi thôi. Thứ hai, trong thời gian mà chờ đợi để giải thoát đó, thì coi như là họ đang kiến tạo những cái khu vườn, những lâu đài, những hồ nước, những hoa viên cực đẹp mà mình không có ngờ, mình không có ngờ, bởi vì họ đang tu mà, họ đang tu cứ quẩn là cứ ngồi thiền định, thiền chỉ, thiền quán, còn hễ có dịp là đi bố thí, đi phục vụ, đi nghe pháp, thì quý vị tưởng tượng cái kiểu sống đó là có phải là họ đang đổ nhựa cái con đường giải thoát hay không, và cái kiểu sống đó có đúng là họ đang âm thầm họ xây dựng những lâu đài hoa viên như kiếp sau không. Tôi bảo đảm là đúng, đúng, rất là đúng. Thay vì mình đi mình bàn bạc phong cảnh này phong cảnh kia đó, thì chính họ quay về với cái tấm thân này, họ xử lý nó, họ xử lý nó, và qua cách xử lý ấy họ đã ngẫu nhiên tình cờ âm thầm vô hình trung họ đang kiến tạo ra một cái cảnh giới có mặt mai này trong thời gian chờ đợi sự giải thoát sanh tử nha. Cho nên ở đây trong kinh thân thành niệm này đó là Đức Phật ngài dạy rằng hãy lấy qua thân hành niệm hành giả mở ra con đường giải thoát và âm thầm kiến tạo những cái lạc cảnh tuyệt vời cho mai sau, cho mai sau. Mình phải tin như vậy. Chưa hết đâu quý vị. Cái tiếp theo đó là mình niệm hơi thở rồi mình tiệm cái này tôi giảng nhanh thôi. Bốn quay nghi bốn quay nghi là sao? Tức là đó giờ mình đi đứng nằm ngồi là mình là xưa nay xưa nay ta chỉ cử động theo cái ý thích nên thất niệm rồi phóng dật lúc buồn lúc vui
không thể kiểm soát. Sinh hoạt kiểu đó 1 tỷ năm cũng là tạo nhân sinh tử. Nay biết pháp môn thân hành niệm, ta thở ra vào cũng là thở công đức. Đi đứng nằm ngồi bằng niệm và tuệ đều là hoạt động công đức. Mỗi nhúc nhích đều là công đức. Cái chuyện này không có tin được, không có tài nào mà tin được chuyện này nha. Xưa nay ta chỉ cử động theo ý thích, nên thất niệm không vật, lúc buồn lúc vui không thể kiểm soát. Sinh hoạt kiểu đó 1 tỷ năm cũng là tạo nhân sanh tử. Còn nay biết pháp môn thân hành niệm, ta thở ra vào cũng là thở công đức. Đi đứng nằm ngồi bằng niệm và tuệ đều là hoạt động công đức. Mỗi nhúc nhích đều là công đức. Phải tin như vậy, có bắn chết cũng phải hiểu như vậy nha. Bởi vì niệm và tuệ nó là tâm lành mà quý vị, nó là tâm lành. Đủ duyên thì chứng thánh ngay đời này, còn nếu mà thiếu duyên đó thì tôi nhắc lại, đi cầu cũng là công đức nha, đi cầu cũng là công đức, vì mình chánh niệm mà. Công đức bằng chánh niệm lại rồi. Chải tóc, rửa mặt, lau mặt, sức dầu, tất thảy đều là công đức. Là vì sao? Là vì mình sống bằng niệm mà. Bằng niệm. Cho nên bữa nay mình học kinh thân hành niệm, mình mới thấy thì ra cái đề mục này nó cũng ghê gớm, nó cũng sâu lắm. Có nghĩa là từ khi mình biết được cái pháp này đó là mình mới thấy wow, như vậy thì có dịp thì vẫn đi bố thí nha. Bởi vì bố thí nó là vitamin C, mà trì giới nó là canxi. Còn những công đức khác đó là B1, B6, B12, mình không thể nào mình lấy cái thuốc bổ này mình thế thuốc bổ kia được nha. Mình không thể thế được. Thân hành niệm á, nói riêng mà tứ niệm xứ nói chung là mình tu tập về đường tuệ học, nhưng mà không phải vì vậy mà mình bỏ lơ mấy cái khác. Bởi vì vitamin C nó cần thiết, canxi nó cần thiết, nhưng mà mình còn cần bao nhiêu thứ khác nữa, còn cần chất sắt, chất magnesium nữa chứ không phải mà magnesium nữa chứ đâu phải là thiếu đâu nha, thiếu không được. Cho nên là có dịp thì mình vẫn đi tụng kinh, vẫn lễ Phật, vẫn nghe pháp, vẫn bố thí, vẫn phục vụ người khác nha, quét tước, dọn cầu, rửa chén, nấu ăn, chúng ta vẫn đi làm bình thường. Nhưng mà tất thảy mọi hoạt động lớn nhỏ đều được diễn ra trong chánh niệm, thì lúc bấy giờ hít thở là công đức. Gãi lưng, vuốt tóc cũng là công đức. Hồi đầu xưa đến giờ cũng gì có nghe kỳ cục gì vậy không, gãi cũng là có phước nữa. Gãi có phước, đi cầu cũng có phước nữa. Đi cầu không có giúp ai, mình giúp mình có phước đúng rồi, còn đằng này mình không giúp ai hết, mình chỉ ngồi mình đi cầu thôi, mình ngồi mình rặn thôi, mình rặn hì hì mặt đỏ kè như vậy nó vẫn công đức. Là vì sao? Vì mình rặn bằng chánh niệm. Tôi biết tôi nói cái này nghe nó hơi mất vệ sinh, nhưng mà phải nói cho nó toẹt ra, nó toẹt bóng heo ra như vậy nha. Ngồi rặn đỏ rực cái mặt như vậy, đỏ như bông công ăn ớt, như quăng công ăn ớt, nhưng mà vẫn công đức. Là vì sao? Vì bằng chánh niệm. Cái gì cũng là chánh niệm thì tự nhiên cái gì cũng là công đức. Nhớ cái này quan trọng lắm. Và khi anh sống trong chánh niệm thì xã hội bớt đi một mầm loạn. Khi anh sống chánh niệm thì thế giới bớt đi một cái mầm loạn. Đó là gì? Là vô úy thí. Mấy trong rung có biết cái này không ta? Tài thí là cho vật chất, pháp thí là chia sẻ cái kiến thức Phật pháp, vô úy thí đó là khiến mình không còn là cái mối đe dọa cho ai. Có ba cái thí nha, có ba cái thí. Tài thí là chia sẻ vật chất, pháp thí là chia sẻ kiến thức Phật pháp, mà vô úy thí là khiến mình không còn là mối đe dọa cho ai. Sẵn cái này tôi nói luôn với quý vị nghe, các vị trong rung
đừng có ngồi đó mà nói với tôi là các vị là tay yếu chân mềm, xưa nay các vị nhút nhát không có lòng hại ai, nên cho nên các vị là không có làm mối đe dọa cho ai. Tôi xin các vị hãy dẹp cái tư tưởng đó đi, cái đó rất là sai. Là vì sao? Vì chỉ cần các vị ốm yếu xanh lè, thiếu máu, suy dinh dưỡng, kiệt sức, nhưng mà chỉ cần các vị có cái tật nhiều chuyện, cái tật đâm thọc, cái tật nói xấu người khác, là các vị cũng là cái mối họa cho người ta. Các vị có biết không? Các vị có biết gì đó không? Cái tật nhiều chuyện đó, cái tật mà tám, cái tật mà coi như ăn cơm nhà mà bàn chuyện thiên hạ đó, nó quý vị đã là mối họa cho người ta rồi nha. Chứ đừng có mà nói rằng tôi nhỏ lớn, tôi ốm yếu, rồi tôi bệnh hoạn, rồi tôi nhút nhát, tôi thấy máu là tôi xỉu tùm lum hết rồi, cho nên tôi là vô hại xe bét. Quý vị hoàn toàn có thể là khiến người ta tan nhà nát cửa bằng một cú phone, bằng một cái email, bằng một cái message. Các vị có biết không? Các vị có biết biết bao nhiêu người đã tự tử vì cái Facebook không? Lấy hình của người ta đem đăng lên trên đó, đặng người ta nhục, người ta chết, cái việc có biết không? Hồi thương nhau thì kể cho nhau nghe bí mật, lúc ghét nhau rồi thì khai quật chuyện của nhau. Đó là cái chuyện các vị không tin đó, là các vị gửi cho tôi vài cái hình rồi tôi đăng lên cho coi có bị tự tử không. Những cái hình mình thí dụ như Việt Nam mình bữa hổm tôi coi báo có cái cô nào đó mà không biết là cổ nghiện thuốc hay là sao, mình biết là cổ chỉ cầm có điếu thuốc không mà nó đăng rồi nó bình một hồi mà cổ coi như cũng muốn nhảy lầu luôn á. Cho nên là mình đừng có nói rằng đó là chánh niệm là vô 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 nghĩa với tha nhân. Các vị mà sống chánh niệm là tự thân các vị đã là một cái bạn, cái điều kiện sống chánh niệm tự thân đó đã là một cái vô úy thí, nó là một pháp pháp vô thí. Là vì sao? Vì người sống chánh niệm khiến mình trở nên vô hại đối với thiên hạ nha, nó quan trọng lắm. Cho nên chánh niệm trong hơi thở, chánh niệm trong các cái tư thế sinh hoạt, lớn là đại quay nghi mà nhỏ là tiểu quay nghi nha. Rồi tiếp theo là quán thân bất tịnh à, tức là tôi đã giảng hết hết ba cái rồi đó, tức là quán niệm hơi thở giảng rồi, bốn quay nghi lớn giảng rồi, đầy đủ chánh niệm ở đây là chỉ cho tiểu quay nghi thì cũng giảng rồi. Rồi cái tiếp theo là quán bất tịnh là sao? Mình ham danh, mình ham lợi, mình háo sắc, mình ham ăn, ham ăn, háo sắc, ham tiền, mê danh, mê quyền, đều đi ra từ sự lơ đễnh đối với cái tấm thân dơ bẩn này. Tôi nói vậy các vị không có tin mà đó là sự thật. Nếu luôn nhớ rằng mình là cái thùng rác à, mỗi ngày phải cho rác à, vào miệng trên và đổ đi bằng miệng dưới thì thiên hạ sẽ sống tốt hơn nhiều. Nếu mà luôn nhớ rằng mình là cái thùng rác, mỗi ngày phải cho rác vào miệng trên và đổ đi bằng miệng dưới đó, thì thiên hạ sẽ sống tốt hơn nhiều. Vì mình nghĩ mình là một cái gì đó rất là quan trọng, rất là hay ho, rất là đẹp, rất là đáng nhìn, rất đáng chiêm ngưỡng, rất đáng ghen tị, rất đáng ngưỡng mộ à, hoặc tối thiểu đó mình cũng không nhớ rằng mình là cái đồ vất đi. À, bữa hổm tôi kể các vị nghe cái chuyện bà Serima, các vị còn nhớ không? Nàng là một danh kỹ ở Vesali đó, khi mà nàng còn sống ý. Muốn gần nàng một đêm người ta phải tốn ngàn vàng. Khi nàng mất rồi đó thì đem cho không cũng không ai nhận, cho không á cũng không ai nhận. Quý vị có thể là không tin nhưng mà tôi tin, bởi vì dầu đó là hoa hậu đi nữa, 10 cô nằm sắp lót mà chết ngắt, lạnh ngắt, cứng đờ mà đem cho tôi đó, tôi nói thiệt tôi không nhận. Cả 10 cô chứ phải một cô, 10 cô mà cái đem về mà cho luôn, hỗ trợ luôn, gọi là điều kiện ướp lạnh luôn, tôi cũng không nhận. Là tại vì tôi làm gì với 10 cái xác đó đây, mặc dù tôi rất là háo sắc, cực kỳ đa tình và vô địch lãng mạn, nhưng mà 10 cái xác đó là tôi chịu chết. Bởi vì cứ tối tối mà tôi nghe có tiếng ho, rồi tiếng vặn vòi nước, rồi tiếng khóc nỉ non ở ngoài đó, là làm sao mà tôi ngủ. Vấn đề ngoài cái sợ ma đó, nó còn cái chuyện đó là tác dụng, ý nghĩa và lợi ích của mấy cái xác đó là cái gì.
mà mới tức thì đây này, cách đây 15 phút rồi bà ngồi bà soi gương rồi bà bặm môi rồi bà vuốt tóc rồi bà tô phấn tùm lum á, thì 15 phút sau bà bị lên cơn trụy tim mới đi. Thì chỉ mất 15 phút thôi là cái hình hài ấy nó không còn là gì trong mắt thiên hạ nha. Cho nên ở trong kinh mới dạy rằng đó là mình không có dịp thấy cái thân này nó dơ là bởi vì mình không có sống bằng niệm và tuệ. Chứ nếu sống bằng niệm và tuệ, ta sẽ thấy rằng đẹp xấu ở xác chết không có ý nghĩa nữa. Vậy khi tâm thức không còn ở xác thân này, gì cũng phải vất đi. Wow, mình ngồi nghĩ bên đây, mình có tu mình ngồi mình nghiệm từ từ. Mình bữa nay tôi gửi đến các vị hai bài học rất quan trọng. Bài học một, mỗi xê dịch nhúc nhích đều có thể là công đức. Cái bài học số 2 đó là không có tâm thức thì thân này là gì ta, là zero. Khiếp như vậy, không có tâm thức thì thân này là zero. Khi mình nghĩ như vậy mình mới hết hồn. Một là mình nghĩ đến cái dơ của nó mình ngán, đúng. Nghĩ đến cái dơ đó mình ngán, đúng. Nhưng mà nghĩ đến cách thứ hai mới là còn quải hơn đó, nghĩa là không có tâm thức thì thân này là zero. Không có tâm thức là thân này là zero. Cho nên đây là lý do tại sao mà mình phải gọi là ngó kỹ nó. Rồi tiếp theo là cái gì ta? Tiếp theo là quán quán tứ đại. Quán tứ đại. Quán tứ đại. Quán tứ đại trong thân là hành giả thấy rằng, là hành giả thấy rằng ngoài bốn đại ra thân này không còn gì nữa. Định nghĩa lại bốn đại theo Phật pháp, không theo kiến thức phổ thông ngoài đời mới thấy được điều này. Cái câu này nè, bắt là gì ta, là tất cả những cái gì mà cứng, cái trạng thái đó, trạng thái cứng mềm không? Thô nhám nặng nhẹ, thô mịn, mịn nhám, cứng mềm mịn nhám nặng nhẹ thì đó là đắc. Cứng mềm mịn nhám nặng nhẹ là đắc. Rồi cái gì nữa, còn nước là cái gì ta? Nước đó là sự tan chảy, ngưng tụ và kết nối là nước. Còn lửa là gì? Tất cả nhiệt độ lạnh đến đâu hay nóng bao nhiêu đều là lửa. Mọi trạng thái xê dịch chuyển động căn phòng không có ô, căn phòng áp suất, kể cả áp suất thúc đẩy đều là gió, đất nước lửa gió nha. Mọi trạng thái xê dịch chuyển động căn phòng áp suất thúc đẩy đều là gió.
Thì trong trong chú giải có giải thích rõ cái này, đất ở trong thân người mình nó là cái gì ta, mình thấy rõ nhất. Mỗi mỗi như phải mỗi nha, mỗi bộ phận lớn nhỏ trong thân ta đều có đủ bốn đại, nhưng ở hành giả sơ cơ thì sự có mặt của mỗi đại cần được nói rõ qua từng bộ phận. Biết nói hiểu không ta? Mỗi bộ phận lớn nhỏ trong thân đều có đủ tứ đại, nhưng mà hành giả sơ cơ thì sẽ có mặt của mỗi đại cần được nói đến qua từng bộ phận. Ví dụ như bộ phận nào dễ dàng cho ta cái cảm giác cứng mềm mịn nhám thì đó là địa đại. Cứ vậy mà hiểu, được chưa? Các vị có nghe kịp không ta? Để các vị nghe kịp không? Còn phong đại trong thân là hơi thở, là ra nội tạng, là hạ phong. Biết hạ, biết hạ phong không? Alo, là hạ phong. Rồi cái gì nữa, như mình ợ hơi nè, nói chung là trời đất ơi, trúng là trúng 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 trúng, bất đắc hạ phong thì đúng là trúng trúng rồi. Hạ phong là đánh rắm đó. Đánh rắm là hạ phong. Rồi bây giờ lửa là khỏi nói rồi, lửa nó gồm, lửa ở đây á, dễ thấy nhất là thân nhiệt, là lửa trong bao tử, là lửa thiêu cháy tế bào biểu bì, tạo ra da khô hoặc là gầu tóc. Biết nói và hiểu không ta? Alo, có bị hiểu không? Lửa ở đây dễ thấy nhất á, là thân nhiệt mình nè, rồi lửa trong bao tử nè, là lửa thiêu cháy tế bào biểu bì. Biểu bì, biết biểu bì là cái lớp da ngoài đó, để tạo ra da khô hay gầu tóc đó, thì nó gọi là lửa mà mình thả. Còn gió là đã nói rồi, đất nước, nước thì mình cũng thấy rồi, cái gì mà mình thấy nó có cái mang cái tính dịch chất lý kịch đó. Thí dụ như nước mắt, nước mũi, nước tiểu rồi đó, thì cái đó gọi là nước. Thì ở đây đó, bốn đại trong thân hành niệm lúc đầu á là bốn đại chế định như vừa kể trên đây. Khi tu tập sâu hơn thì bốn đại ta thấy được sẽ là bốn đại chân đế. Bởi vì bốn đại chân đế nó không có còn bị ràng buộc ở trong, ví dụ như trong cái thân xác mà rờ nhìn được nữa. Thí dụ như là mà nước tiểu là kể là thủy đại, ha, thở ra vào kể là phong đại, cái đó là kể theo tục đế, kể theo kinh tạng, chứ kể theo A Di Đàm thì ở trong một hạt bụi á, nó cũng có đủ bốn đại trong đó. Không biết trong đây có nghe, nghe hiểu cái đó không ta? Ở trong một giọt nước mắt á, trong cái khía cạnh chân đế đó, thì trong cái giọt lệ đó
cũng có đủ bốn đại. Nhưng mà đó là về sau, khi mà mình coi là tới nơi tới chốn rồi mình sẽ thấy cái đó. Còn bây giờ mình buổi đầu á, thì mình phải dựa vào cái tướng tục đế, là tướng chế định, tức cái tướng là biến kế sở chấp nha, mình phải dựa vào đó. Thi thiết đúng là thi thiết chế định và tục đế, biết bà con biết cái này không ta? Thi thiết hay chế định, viết theo Pali là Panh Panh Nhất Tý, còn viết theo Sanskrit đó là Panh Nhất Tý Panh Nhất Tý nha. Thi thiết là chế định, còn tục đế đó là tiếng kia nó kêu là Sam Muti, viết theo Sanskrit là Sampatti Sampatti. Có nghĩa là sao? Là cái ý nghĩa quy ước mặc định theo cái cách hiểu phổ cập của phàm phu. Tiếng Mỹ là conventional, có nghĩa là thí dụ như là trong cái nhìn rốt ráo á, của bậc thánh á, thì chỉ có đất nước lửa gió, chỉ có thiện ác buồn vui, chỉ có nhân quả, chỉ có vô ngã vô thường. Nhưng mà ở trong cái cách nghĩ phổ thông á, thì có ông A bà B, có nhà lầu xe hơi, có nam nữ đực cái trống mái cây cỏ đất đá sông rồi ngồi kinh rạch chim muông cầm thú bla 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 bla. Chứ còn nói rốt ráo thì chỉ có đất nước lửa gió, mà theo cái định nghĩa mà rốt ráo là cái gì, là đất là cứng mềm mịn nhám nặng nhẹ, nước là cái gì, nước nữa là tan chảy ngưng tụ và kết nối. Còn lửa là tất cả nhiệt độ nóng bao nhiêu lạnh bao nhiêu cũng thảy đều là lửa. Còn gió là cái trạng thái xê dịch di động, trương phồng, áp suất, thúc đẩy, thì những cái trạng thái đó được gọi là gió. Đó là trong chân đế là rốt ráo gì ở đó hoàn toàn không có chỗ đứng cho những cái ý nghĩa mặc định ước lệ mà ta vẫn thường thấy nghe đọc được trong đời sống thường nhật, như xe cộ nhà cửa chim muông cầm thú bla 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 nha. Đấy. Thì quán tứ đại là buổi đầu là quán theo cái khía cạnh tục đế, lâu ngày khi mà cái tuệ căn chín mùi thì lúc đó từ tục đế nó chuyển qua qua trần đế, có nghe kịp không ta? Đó là quán tứ đại, là quán vậy đó. Rồi quán tử thi. Quán tử thi là hành giả trực tiếp quan sát một cái xác chết còn mới, hay chỉ là một chút xương người để thấy rằng thân này mong manh và bất tịnh. Như vậy thân người thế nào thân ta cũng thế. Tôi có dịp nhìn thấy ở trong video của một người quen từ Việt Nam gửi qua, họ làm một cái đĩa gửi cho tôi, người thân của họ được hiến, được cái xác người thân được hiến cho cái đại học y dược gì của Sài Gòn đó. Họ để vô trong một cái bể này, dung dịch hóa chất, họ cởi hết đồ họ luyện trong đó, thì hình như là 5-10 bữa nửa tháng gì đó thì cái xác đó nó vẫn sình lên, nhưng mà nó không có thối, nó sình lên và cái da nó biến màu, và người ta quay cận cảnh nó nhìn xác nó nhìn phải nói là khỏi ăn cơm luôn nha. Thì mình thấy thuở nào cái kẻ nằm đó nó là phấn son sang trọng thơm phức, không quần là áo lụa, rồi bây giờ là tự nhiên cái là kỳ quá đi nha, tự nhiên mà nhìn mình nản. Và tôi ở Việt Nam thì tôi chỉ đi tụng kinh đó là nếu mình tụng kinh đám ma là tôi thấy cái quan tài thôi, chứ còn cái xác người hình như tôi có thấy một vài lần, tức là mình tụng để người ta nhập liệm á, tôi nhớ tôi có tụng một vài lần. Có lần tôi tụng ở Long Thành là tôi tụng cho người ta hấp hối và người ta đi trước mặt tôi, có
Rồi có một vài lần á là cái xác còn nể trên giường á, thì tôi tới là tụng kinh xong rồi gia đình mới nhập liệm sao, thì chỉ được một vài lần. Nhưng khi tôi qua bên Mỹ á, thì cái chuyện mà gặp xác người nó cũng hơi thường. Đặc biệt là mấy năm mà tôi ở Houston á, lúc đó là quý vị biết người Mỹ cái nắp hòm của họ họ chỉ có đậy có một nửa thôi, cái nắp hòm của Mỹ nó làm hai phần, mà từ rúng trở xuống thì nó đóng luôn, còn từ ngực trở lên từ rúng trở lên thì mình có thể đậy mở được. Rồi mình nhìn là thường mình theo cái lệ bên nhà hoàng bên Mỹ nó kêu là funeral home ấy, thì mình tới mình tụng xong xuôi rồi cái nhà hoàng họ họ có cái đề nghị là riết ai đi hoài đều biết cái đó, họ đề nghị mình hỏi mình chứ có cần nhìn người chết lần cuối hay không. Thì mấy sư đi trước, phật tử đi sau, đi ngang nhìn cái xác. Mấy sư đi trước mình chỉ liếc qua một cái rồi đến người sau đi ngang liếc một cái vậy đó, thì mình mới thấy thật là nó khỏe, nó phủ phàng, nó bẻ bàng, là cái tấm thân đó ngày nào nó là coi như là được chăm sóc chăm chút kỹ lưỡng biết bao nhiêu. Bây giờ thì coi như là chỉ nhìn nó lần cuối, lát sau là một là chuyển ra nghĩa địa khoét lỗ thả xuống, còn hai nữa là đúng vô lò thiêu, bấm một nút rồi đó là không đổi ý nha, bấm nút rồi là xong rồi đó, bấm xong rồi là trong vòng là 4 tiếng hồ ra chỉ còn là cái hũ thôi. Mà trước hết nhà hoàng họ có hỏi mình, họ hỏi gì chứ có muốn lấy xương không, mà mình nói không thì họ sẽ điều chỉnh nhiệt độ cao để ra nó chỉ còn tro thôi đó. Còn nếu mình nói mình cần một ít xương thì họ sẽ chừa xương lại cho mình nha. À, và có những chứng bệnh rất là lạ, ví dụ như là cái bệnh ung thư gan cổ cổ trướng, coi như là trước khi mất vậy là cái bụng nó to đùng, nó bắt đầu nó ọc mủ, ọc nước vàng ra, nó hầm mình khổ cũng tùy người, có người thì 2-3 bữa, có người nó quất cho mấy tháng mới chịu chết. Coi như nó là ai cũng biết là phải đi rồi đó, không qua được con trăng này rồi, nhưng mà nó không chịu chết, cứ nằm rồi ngáp rồi ngáp rồi ngáp. Đó, rồi cuối cùng cũng phải đi thôi. Và tôi nói cái này bà con nghe để mà tinh tấn hơn, đó là tấm thân này nó không dễ dàng tắt thở đúng quý vị, trừ ra tai nạn như bị đâm chỗ nhược, bị bắn, bị đâm chỗ nhược, hoặc là bị xe cộ, bị máy bay thì mới đi nhanh thôi, chứ còn nếu mà chết già chết bệnh thì nó cũng khó lắm quý vị. Nó phải có một cuộc đảo chánh mà coi như rất là quy mô và rất là rầm rộ và rất là cơ là bài bản. Cho nên đó là quý vị có là ai cứ nhớ cái lời này của tôi, đó là ông sư giáo nguyên ông nói thế này, là mình không phải tự nhiên mà chết đâu, nó phải có một cuộc đấu tranh, nó phải đau nhức, nó phải trục trặc, có người thì ra đi trong đau đớn và hôn mê, có người chỉ có đam mê mà không đau đớn, có người đau đớn mà không hôn mê, có người cả hai, vừa đăm vừa hôn mê mà vừa đau đớn. Nhăn mày nhíu mặt nói sảng tầm bậy tầm bạ mà không biết chuyện gì đang xảy ra bên cạnh mình, người thân khóc rồi chư tăng tụng kinh rồi bác sĩ y tá đang nhìn mình, ví dụ mình không biết gì hết nha. Nhớ cái này, tâm niệm cái này, cứ nhìn tử thi thì tâm niệm thế này, thân người thế nào thân ta mai này cũng vậy, và ta không phải tự nhiên mà lăn ra chết đâu, ta phải trải qua một cái trận đau phải nói kinh khủng lắm. Các vị có tin hay không thì tùy, các vị có thể dựa vào một hai cái chết đẹp đẹp, rồi các vị không có tin là tôi, các vị nói ô đâu có, tôi thấy người ta chết êm lắm, tôi nói rõ nha, cái đó không có nhiều đâu quý vị, chết mà chết êm, mà chết phê, chết mà nhìn thấy mà thèm nó không có nhiều nha. Thường là chết nhìn thấy ngán lắm, bởi vì cái nội mà nó hước mình nó lấy hơi không được đó, là mình thấy mình mệt rồi nha. Tôi giảng ở đây mà tôi muốn luyện cái mic tôi đi ra góc hay tôi ngồi luôn, thật lòng như vậy nha, tôi muốn luyện cái mic tôi đi bởi vì ghê quá đi. À, có nghĩa là nội bây giờ không đau gì hết, nội mình nằm mà hước nó lấy hơi ra nó vô không có được, nó không có còn hơi, nó không có còn hơi, mẹ nó không có còn hơi, mà cứ mình vô minh. À, mình vô minh như bữa nay, bữa hổm tôi ngồi tôi nhớ, năm nay tôi 48 rồi, thì 5 tuổi tôi là nó qua rồi, tôi còn lại năm nay 48, thì nếu mà tôi còn sống nữa đó thì cái lần sau mà gặp lại năm Dậu thì phải là năm đó tôi 60, rồi thêm một lần Dậu nữa là tôi 72, có nghĩa là từ đây tới ngày tôi chết là tôi chỉ có 2 năm tuổi nữa thôi, 2 lần mà gặp 5 tuổi thôi. Nếu mà tôi thọ đó, nếu mà tôi thọ thì tôi chỉ có 2 lần 5 tuổi nữa thôi nha. À, còn bây giờ mà nhà cao cửa rộng rồi sắm sửa mua gỗ quý rồi gỗ nghiến rồi gỗ xưa
Đeo Rolex, đi xe Lexus, rồi xài kem phấn đắt tiền. Mà trong khi đó là nếu mà quý vị là mẹ ruột của tôi, là con ruột của tôi, là người tôi thương đó, thì có lẽ là tôi cũng phải nói thẳng luôn, muốn dễ vui cũng được, nhưng mà chia giờ ra, chia giờ, thí dụ như một ngày vậy đó, thì coi có lúc nào mà mình có thể có niệm tốt nhất, định tốt nhất, tuệ tốt nhất, thì nên ưu tiên cho cái chuyện tu 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 tập thiền quán. Chắc cái này phải ghi rồi. Mỗi ngày để ý xem lúc nào tuệ nè, niệm nè, định nè của mình tốt nhất, thì ưu tiên thời điểm đó cho vipassana. Thời gian còn lại đó, muốn làm gì thì làm, đây là cái câu của tôi. Chứ còn tôi xúi các vị mà tinh tấn thì xấu hổ lắm, tôi đâu có dám tinh tấn, đâu dám nhận mình tinh tấn, nó nhục lắm nha. Nhưng mà cái câu này tôi dám ghi mà tôi không thấy nhục, đó là mỗi ngày để ý xem lúc nào mình niệm tuệ mình tốt nhất. Cho nên đây là lý do, phải ghi nữa, đây là lý do mà Phật tán thán cái kẻ sống độc cư. Wow, một mình là vì sao? Là vì cái kẻ này nó có một cái cơ hội mà cái kẻ sống chung đụng không có được. Cái kẻ mà sống một mình, nó bất cứ lúc nào mà nó thấy cái niệm của nó ngon, cái tuệ nó ngon, định nó ngon, là lập tức là nó tận dụng cái lúc đó liền nha. Còn cái chuyện mà ngồi thiền mà theo thời khóa mà do mình chế đó, ví dụ như là sáng là 4 giờ dậy ngồi cho tới 6 giờ, trưa nó là 2 cho tới 4 giờ, rồi chiều là 6 cho 8 giờ, cái đó hay chứ tôi không có chê nha, tôi không có chê nha, nói nhớ kỹ nha. Tôi sợ nhất Việt Nam mình nghe một nửa hiểu gốc tư kể là gấp đôi, tôi sợ lắm. Tôi không có chê, nhưng mà tôi gợi ý thế này, ngồi mà theo cái thời khóa đó thì nó hay đó, nó có hơi tính kỷ luật. Nhưng mà để ý có lúc nào mà mình thấy mình được quá ta là mình ngồi xuống liền, hoặc là mình đứng, hoặc là mình đi kinh hành liền, cái chỉ thấy được quá ta đó. Lúc nào mình thấy được quá ta là cái gì, mình đang ăn cơm này nè, mình tự nhiên cái mình bu mình ngưng nhai lại, mình nghiệm ra cái gì đó, là lúc mình phải tôn trọng chính mình, phải tôn trọng cái thiện pháp, tôn trọng đi, biết lúc đó có thể là lúc là mình ngon lắm, lúc là mình đang ngon lành đó. Cho nên đó là cái quán, cái thân thành niệm mà nó sâu như vậy. Ở đây thì kể là các giai đoạn của tử thi nha. Rồi xong đó mình học xong 6 cái rồi đó, thân thành niệm mà chưa hết đâu quý vị, cái này mới ghê nè, cái này học cái này mới ghê nè. Tu tập thân hành niệm á, đem lại nhiều cái quả lành không thể nghĩ bàn. Cái này mình nói mình dạng miệng, chứ còn nói là niệm lục Alo, các vị nghe đến đâu rồi? Các vị nghe đến đâu rồi? Các vị nghe đến đâu rồi? Cứ nghe lại, các vị đã nghe đến đâu nữa? Các vị đã nghe đến đâu? Cái gì ta? Đúng rồi, tu tập thân hành niệm đem lại nhiều cái quả lành không lên cái bàn. Một, một đó là cái khả năng mà chịu đựng đau đớn nó tốt hơn. Số 2 là cái khả năng bình tĩnh đó, tốt hơn, giảm được sợ hãi khi nguy cấp hoặc cận tử. Wow, khiếp như vậy đó. Rồi cái nữa, cái số 3, kỳ sức của đèn số 2 quýnh hoài kỳ quá. Rồi đó là cái khả năng mà
kham nhẫn trước thiên nhiên như nóng lạnh nè, côn trùng chích đốt nè, khiếp lắm. Rồi sao nữa? Số 4. Trọng bệnh cỡ nào cũng chịu nổi. Trọng bệnh thêm có tai nạn đó nha. Trọng bệnh là tai nạn. Cũng chịu nổi. Cái đó trong đây ngài xài cái chữ gì? Là coi như là đau nhói ha, đưa đến chết điếng, cái chữ trong kinh nói như vậy. Rồi sao nữa? Số 5 ha, số 5 ha là nhập định mau lẹ. Rồi 6 7 8 9 10. Rồi. Từ bỏ bớt một cái số số 4 á. Số 4 dồn để cho số 1 giùm nha. Dồn số 1 và số 4 thành 1. Chúng ta kể 2 thành 1 nha. Rồi. 6 quả báo còn lại là lục thông. Nghĩa là nếu biết dùng đề mục thân hành niệm để tu Samatha và quý Vipassana thì hành giả sẽ chứng được lục thông. Tức là ngoài đạo quả hả, còn là các cái khả năng biến hóa di chuyển như ý. Biết được tâm người nè, nhớ được tiền kiếp nè, thấy được căn nguyên siêu đọa của chúng sinh nè. Dễ sợ như vậy nha. Bây giờ sẵn tôi nói nhẹ một chút, xin chắc phải nghe chứ không phải xem, bắt đầu xem. Xin nghe lại phần giải thích 8 thắng xứ trong kinh Phúng Tụng. Dùng thân hành niệm, dùng thân hành niệm để mà tu Samatha là sao? Là thở ra, biết là ra vào, biết là vào, không có quán chiếu sâu rội danh sắc gì hết, chỉ riêng việc tập chú hơi thở vào ra có thể dẫn đến việc chứng đắc tứ thiền, tức điều kiện quá hiện thần thông. Ghê giờ chỉ riêng cái hơi thở thôi đó. Tiếp theo, hành giả có thể nhìn vào màu sắc của các bộ phận cơ thể hay chất bài tiết mà niệm
đề một màu để luyện thông, để chứng thờ, để luyện thông. Biết nói gì hiểu không ta? Ví dụ như vị nó niệm thấy một chút xíu máu, vị nó niệm máu máu niệm đỏ 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 niệm đỏ chứ phải niệm máu nha. Thấy một chút xíu máu, vị nó có thể nhìn cái màu đỏ đó, vị nó niệm thì vị nó đắc được thần thông cái mà từ cái đường mục đó. Và ở đây tôi không biết tôi cái chỗ này tôi nhớ tôi có giảng rồi, mà không biết bà con còn nhớ không? Người sống hưởng dục thì trần cảnh tạp và vô ích. Người tu thiền á thì cái trần cảnh đơn giản nhưng hữu dụng, vì cảnh nào trong mắt họ cũng có thể là đề mục. Không biết có hiểu này không ta? Bây giờ nghe tôi nói nè, tôi không có tu hành gì hết đó. Tôi là vợ chồng con cái đầy đủ nha, thì trong mắt tôi đó, hành tinh này là gồm cái gì ta? Núi sông cây cỏ đất đá con người chim muông súc vật hoa lá cỏ cây củ rễ này, trong đó gồm có đủ thứ màu, xanh vàng đỏ trắng đỏ lục lam chàm tím đủ thứ màu hết. Rồi nói chung con mắt của tôi đó thì đủ thứ màu sắc, mắt thì biết đủ màu sắc, tai thì vô số âm thanh tiếng động, mũi thì có vô số mùi, lưỡi thì vô số vị, thân thì vô số trường hợp xúc giác, tâm trí thì vô số đề tài suy nghĩ đó. Riêng người tu thiền đó thì đóng hết, người đóng hết các căn không có lợi cho thiền định. Họ chỉ còn dùng hai căn là lấy mắt nhìn để tâm tập trung. Có hiểu không ta? Cái này quý vị phải học thuộc lòng, xăm lên trán, xăm từ trên trán, xăm dọc xuống nha. Cái này phải xăm lên trán, từ trên xăm xuống. Người không biết đạo đó thì mắt biết đủ thứ màu sắc hình dáng, tai mũi lưỡi thì cũng vô số đề tài đề mục để biết. Nhưng mà riêng cái người mà tu thiền đó thì họ đóng hết rồi, chỉ chừa là có hai cửa thôi, đó là cửa mắt và cửa cửa ý. Mắt là nhìn vào cái gì? Mắt người tu thiền không quan tâm đến bất cứ khía cạnh nào của vật chất ngoài ra màu sắc của nó đó. Thì sẽ đã rồi đó, tức là ngày xưa đó tôi không có tu hành gì trơn á, cho nên tôi nào là vừa quan tâm đến hình dáng mà còn màu sắc rồi trọng lượng rồi kích thước nha. Cái này phải ghi, phải ghi. Người không tu thì quan tâm đến các cái khía cạnh màu sắc, hình dáng, trọng lượng, rồi kích thước, lắp 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 ra của vật chất, và thường sống bằng cả sáu căn. Riêng người tu thiền ấy, thì thu hẹp cả vũ trụ và vào trong mắt và ý mà thôi. Ở đây
đang nói đến trường hợp tu Samatha nha, đang nói tu Samatha thôi chứ mà móc có công rồi có mấy người mà họ nói không rõ cái họ họ gây nữa cái dân mình nghe một nửa hiểu một gốc tư mà kể là gấp đôi. Cái đặc điểm cái dân tộc con rồng cháu tiên giống mà Bác Hồ nha. Người tu thiền chỉ quan tâm chỉ xài được có mắt với ý thôi, mà mắt của họ làm rất là gọn. Mắt của người tu Samatha đó hả, chỉ lưu ý có màu sắc của vật chất, lại chỉ thu hẹp trong bốn màu căn bản là xanh. Xanh gì ta? Xanh xanh lơ hay là xanh lá cây. Còn vàng á thì vàng kim. Vàng kim hay là vàng lá. Vàng vàng lá là vàng diệp lục tố á. Hay vàng diệp lục tố. Đỏ. Nhân tạo hay thiên nhiên, phải ghi rõ ha. Trắng cũng vậy, nhân tạo mở hoặc đơn như màu sơn hay màu mực ha, hoặc trắng thiên nhiên mở hoặc đơn như mây. Thì đối với cái người mà không có tu hành gì hết là sáu căn của họ là hoạt động ráo riết, và mỗi căn như vậy đó là nó đào bới tất cả những khía cạnh của vật chất của các pháp. Riêng cái người tu Samatha đó thì họ đóng hết tất cả các cửa, họ chỉ chừa sáu cửa, họ đóng hết bốn cửa, họ chỉ chừa có hai cửa đó là mắt và cửa cửa ý. Mà đã vậy đã chỉ còn hai cửa, chỉ giữ hai cửa mà còn thu gọn lại cái đối tượng ghi nhận, biết nói gì hiểu không ta? Có nghĩa là ngay trong cái mà họ nhìn đó, là họ không có quan tâm bất cứ khía cạnh nào ngoài cái cảnh màu sắc. Nhớ nha, cho nên nó là hành giả khi mà họ họ tu chỉ quán xong tu á, họ niệm ở đây là tóc nè, lông móng răng da nè, tóc là gì ta, tóc là bốn đại nha, cộng lại mà nổi bật ở đây là địa đại. Thân này ngoài bốn đại không còn gì hết. Thân này lại là chỗ dựa cho tâm, thân này vô thường mà lại làm chỗ dựa cho tâm thì tâm cũng vô vô thường, thân tâm đều vô thường. Chính vì chúng đều vô thường nên chúng là vô thường vô ngã. Chính chúng là khổ đế. Bất cứ cái niềm đam mê nào liên hệ đến thân này đều là niềm đam mê trong khổ đế, và như vậy đó là tập đế. Ngày nào còn đam mê thì còn khổ, muốn hết khổ thì hết đam mê, thì đó là diệt đế. Con đường nhận thức những điều vừa nói chính là đạo đế đó. Đạo đế tức là con đường dẫn đến diệt đế. Không biết trong rung có còn nhớ cái này hay không, thì đó là khi mà hành giả quán chiếu cái thân này, hành giả quán chiếu theo cái hướng gọi là tuệ quán, quán chiếu như vậy đó. Nhưng mà bây giờ cũng cái cảnh đó mà hành giả quán chiếu theo Samatha thì sao? Hồi nãy Vipassana còn còn Samatha thì sao? Hành giả chỉ thấy rằng cái răng màu trắng, hành giả cứ niệm trắng 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 trắng, máu màu đỏ, hành giả cứ niệm đỏ 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 đỏ. Thì khi mà hành giả niệm một cái màu như vậy mà cái tâm mà nó khắn chặt vào đó, nếu đủ duyên, phải phải nói là nếu nè, nếu đủ duyên lành đó, thì hành giả có thể đắc được cái thần thông từ cái đề mục màu trắng. Với thần đề mục màu trắng, hành giả có thể hóa hiện ra mọi thứ, bất cứ cái gì thành màu trắng nhĩ mình, có thể tạo ra ánh sáng, có thể tạo ra màu trắng nhĩ mình muốn, màu đen, màu ớ xin lỗi, màu xanh cũng vậy. Khi hành giả nhìn một cái gì đó trong cơ thể mình màu xanh đó, một cái mặt chất mặt chẳng hạn, mình mửa ra mình khạc ra một cái gì màu xanh xanh, mình nhìn cái một chút xíu xanh ở trong nước bọt
thì mình cũng có thể niệm đề mục màu xanh. Với một người mà đắc đạo bằng đề mục màu xanh á, thì họ có thể làm được nhiều chuyện lắm. Thứ nhất, họ có thể tạo ra màu xanh như ý, họ có thể nhuộm xanh cả một ngọn đồi, một dòng nước, một mặt, một vùng biển, một đoạn, một khúc sông. Mà đặc biệt đề mục màu xanh có thể giúp cho họ tạo ra bóng tối như ý. Thí dụ như trong một cái cánh rừng mà họ chỉ cần họ chú nguyện, họ nói tối đi, đừng nghe thấy gì hết, ánh nắng đừng lọt vô, thì họ chỉ cần họ nghĩ như vậy là lập tức khu rừng nó tối mịt, mặc dù bên ngoài khu rừng nắng chang chang, nhưng mà lúc đó họ chỉ cần họ chờ chú nguyện như vậy, tối đi khu rừng, tối đi là tối liền nha. À, xanh vàng đỏ trắng này vậy đó. Cho nên từ cái bữa nay mình học được bài học nữa, đó là đối với người tu thiền đó, là họ đóng bớt những cái cửa không có cần thiết, và đối với những cửa cần cửa mà còn giữ lại đó thì họ chỉ mở cho một vài người khách mà họ thấy cần mà thôi. Trước đây ta mở 6 cửa tam quan à, cho người thú đều vào ra được hết, nay ta đóng hết 4 cửa còn lại 2 cửa, và 2 cửa này ta chỉ đón những người khách nào có lợi cho cái gia đình của mình thôi. Không biết trong rung có hiểu không ta? Alo, có bị còn nghe không? Bây giờ mình còn có nửa tiếng hồ rồi, bây giờ mới trở lên nè, nó bây giờ giảng xong cái thân hình niệm rồi, bây giờ mới quay trở lên đó, bây giờ mới quay trở lên nè, ngày còn còn mới coi ngày khen nè. Ngài nói rằng đó là chỉ với cái pháp môn này nè, hay là mình được tu tập mà tới nơi tới chốn đó, thì coi như ngài nói giống như làm những các con sông mà đổ về biển cả làm đầy biển như thế nào thì cũng vậy, pháp môn thân hành niệm này nè. Chỉ cần tu một pháp môn này thôi đó là có thể thành tựu tất cả thiện pháp, điều này không sai. Bởi vì sao? Tôi nhắc lại, chỉ cần tu tập thân hành, thân hành tôi viết sai rồi, hành niệm cũng là một cách, chứ không phải tất cả, không phải ai cũng tu thân niệm nha, cũng là một cách trau dồi bổ khuyết tất cả thiện pháp. Tại sao nói như vậy? Vì người tu tập thân hành niệm nếu không chứng thánh thì, nếu không chứng thánh đó nha, nếu không chứng thánh thì cái khả năng mà bố thí nè, trì giới nè, kham nhẫn nè, thiền định nè, trí tuệ nè, tàm nè, quý nè, từ bi nè, hỷ xả nè, cũng đều phát triển dễ dàng. Không biết trong rung có hiểu cái này không? Chỉ cần tu tập thân hành niệm cũng là một cách trau dồi bổ khuyết tất cả thiện pháp. Là vì sao? Là vì một người tu tập thân hành niệm á, nếu không chứng thánh, chứ nếu chứng thì nói làm chi nè, nếu chứ chứng thánh này đừng có nói nữa, đây đã chứng thánh thì còn cái gì nữa, dầu là tu đầu quần thì đã không còn cái gì để mình nói tới cái người đó nữa hết nha. Mệt quá nha, cái chuyện tu đầu quần mình nói mệt quá, vì mình nói mình nè, tức là một người mà tu thân hành niệm nếu mà không chứng thánh á, thì cái khả năng bố thí trì giới kham nhẫn thiền định trí tuệ tàm quý từ bi hỷ xả cũng đều phát triển dễ dàng. Còn nếu các vị nói các vị có tu mà tôi thấy các vị kẹo quá là biết các vị có tu vô tới đây. Một cái người mà sống trọn vẹn với hơi thở của mình, thấy rằng toàn bộ đời sống của mình nó chỉ là từng hơi thở vào ra với những khoảnh khắc thiện ác buồn vui chỉ chừng đó thôi, thì còn cái gì nữa để mà bủng xỉn, còn cái gì nữa mà không kham nhẫn, còn cái gì nữa mà không bao dung, không tha thứ, không thương người. Chỉ riêng cái hơi thở thôi. Còn nếu mà thêm nữa mà mình quán bốn đại trong thân, mình quán 32 thể trược, quán các tử thi trong những giai đoạn khác nhau, tu tập chừng đó mà lòng không đủ bao dung, không đủ thương người, thì tôi biết tu kiểu gì. Tu kiểu đó mà vẫn còn tiếp tục bo bo giữ của, tiếp tục là dắt chày ra nước, thì tôi không hiểu tu kiểu gì nha. Nếu mà tu thân hành niệm mà tới nơi tới chốn thì tất thảy thiện pháp mà tôi vừa kể đều tự nhiên phát triển.
tự nhiên phát triển nha, tu cho đúng. Còn anh tu làm sao mà anh đúng, anh có duyên niệm trong bốn cái này đúng, làm sao 10 năm nay anh vẫn y chang như cũ, vẫn sân si, vẫn tiếc của, vẫn bủn xỉn, vẫn ghen tuông, vẫn ghen tị, vẫn sợ chết, thì tôi e rằng tu có giống gì đó. Chứ anh tu thân hành niệm, nếu tu thân hành niệm mà đúng mức á, thì tất thảy những thiện pháp này tự nhiên bắt buộc đương nhiên phải phát triển, bắt buộc. Đây là lý do vì sao mà Thế Tôn dạy rằng là chỉ riêng cái pháp môn này cũng có thể khiến cho tất thảy thiện pháp đều được sung mãn. Nhớ nha. Và chưa hết, làm sung mãn thiện pháp mà lại còn có thể dẫn đến các cái quả vị chứng ngộ. Bây giờ các vị tự đọc đi, từ đoạn 2 tới đoạn 8 à, rồi từ đoạn 9 tới đoạn 12 à, ngày 8 tháng đó, ngày 8 tháng nhờ tu tập thân hành niệm mà coi như là trí tuệ của mình được phát triển. Trí tuệ ở đây là gồm minh và giải thoát, tức là đạo quả và niết bàn ấy, là được thành tựu cũng từ cái pháp môn này. Mà tôi nhắc lại lần nữa, nghe qua thì nó thường vô cùng, thân này có cái gì quý giá hay ho à, mà mình cứ mình chuyên niệm vào nó thì mình được lung tung phước lành, mà lẽ ra đó là mình thấy cái gì mà nó mơ hồ cao siêu nó mới sang. Ví dụ như mình niệm A Di Đà Phật, mình niệm Quán Thế Âm, hay là mình niệm Ủng Mani Bát Bê Hồng, nó cao siêu vời vợi, nó huyền hoặc khó hiểu khó nghĩ thì nó mới lên. Chứ còn cái thân này dơ hay mà chú ý vô nó là được cái gì, cái bị tưởng tượng đi, cái đặc biệt cái chỗ nó dơ hầy, nó quá tầm thường, nhưng mà mình không ngờ rằng nó đó, nó chính là châu báu đó, nó là châu báu nha. Nó cái tấm thân này nó giống như là cái cõi đất châu Phi vậy đó, nóng nực, thú dữ côn trùng độc xà mãnh thú, người dân thì bán khai mọi rợ hung dữ lạc hậu, nhưng mà có ai biết được rằng ở trong lòng đất của châu Phi là có coi như tất cả những cái khoáng sản tài nguyên mà quý hiếm bậc nhất hành tinh. À, cách đây mới mấy ngày là ở Lesotho à, cũng châu Phi, nó mới phát hiện ra một cái viên kim cương mà coi như là chưa có mài dũa gì hết, dạng thô á, mà người ta đã dám nhắm cái giá là 40 triệu đô la. Mà tôi nói nhìn nó giống như là cái miếng miễn chai vậy đó, tôi mà tôi gặp được cái tôi đá nó xuống suối luôn á, tại vì nó xấu quắc rồi, mà nó được định giá đó, chưa có mài dũa gì hết trơn á, thấy không, chưa có qua công đoạn gì hay cắt mài đánh bóng gì hết, đó là nó quất đã 40 triệu rồi. Thì cái tấm thân này nó y như dùng đất châu Phi vậy đó quý vị, tức là ăn thua cho mình khéo khai thác, khéo phát hiện, khéo tận dụng, khéo vận dụng thì nó có giá trị nè. Té té ở đâu, té ở đâu thì đứng lên ở đó. Sanh tử từ thân này mà ra, cũng từ đây mà ta giải thoát đó. Chứ còn mình thấy nó gớm quá, nó hôi rình nè, 3 ngày không tắm là coi như mình còn ớn nó chi là người khác. Lúc đó đừng có trách sao mà đồng sàng mà dị mộng, nằm chung giường mà người ta nghĩ tới hàng xóm nó hôi quá hôi mình nha. Thấy vậy nhưng mà nếu tận dụng được nó đó thì coi như là nó còn hơn là Lesotho nữa. Lesotho mà cái xứ tôi đọc tôi còn mê, mà tôi không có đeo đeo hộp xoàn kim cương, nhưng mà phải nhận cái lâu lâu là Botswana ha. Botswana, cái anh chàng Botswana nè, rồi Lesotho nè, là chuyên môn gọi là. Còn nếu không có dịp mà qua bên bên Bỉ đó, các vị tới đây Anvers là trung tâm gọi là điều phối, gọi là trung tâm gọi là phân phối thị trường kim cương lớn nhất hành tinh, tức là bao nhiêu xứ sở đó là khai quật xong là đem về giao cho ông này ông mới phân loại ra rồi cưa cắt đánh bóng nó ra, rồi cho giá là lên kệ, thì mấy bà bắt đầu mới là mò tới bắt đầu mua rước về đeo. Thì cái tấm thân này đó, như đúng rồi cái sư này cũng lẹ dữ ra, đúng rồi. Cho nên đó là cái tấm thân này nó chính là cái mỏ kim cương. Nhưng mà các vị biết, các vị nào có biết chút đỉnh cái kim cương mà cái dạng tự nhiên á, mà đem lên nó xấu quắc à, rồi mình phải mài dũa nó. Ở đây cũng vậy,
khi mà chưa tu á thì ta không có ngờ được cái giá trị tiềm tàng của mình là 37 phẩm bồ đề. Khi mà phát hiện ra chúng rồi á, ta tiếp tục mài dũa giữa chúng như là mài dũa kim cương đó, để chàng như tức là cái chánh niệm buổi đầu nó cũng chưa có tới đâu đâu. Phải tu hoài mà tu ở đâu? Tu ngay trong tấm thân này, thì cái hành trình mà tu tập dựa trên bản thân này đó được gọi là thân hành niệm. Thì Đức Phật ngài dành hẳn nguyên một cái, không phải Đức Phật mà chư kiết kia vị thánh là kiết tập là các vị gom hết lại tất cả những bài giảng mà liên hệ đi về cái thân hành niệm, người dồn là ở đây. Và ở đây cái câu kệ của Ngạ Nang nè, xin nè đọc lại câu kệ của ngài A Nan lúc lúc gì ta, luống tuổi, lúc mà luống tuổi thương lắm, thương lắm. Bậc đạo sư nay đã ra đi, các cái huynh đệ khả kính của ta nay đều không còn nữa, bạn bè duy nhất của ta bây giờ chỉ còn là cái pháp môn thân hành niệm. Đó là Ngài đang ngài nói đó. Lúc luống tuổi rồi, ngài thọ tới 120 tuổi, lúc đó ngài nói bậc đầu sư nay đã ra đi, các huynh đệ khả kính của ta nay đều không còn nữa, bạn bè duy nhất của ta bây giờ chỉ còn là pháp môn thân hành niệm. Lúc đó ngài đã là vị A La Hán rồi, còn tu hành cái gì nữa? Nhưng mà người phàm á, tu tứ niệm xứ á, như là phương tiện để giải thoát. Bậc La Hán á, tiếp tục hành trì tứ niệm xứ vì đó là nếp sống duy nhất. Hai cái này khác nhau, không biết các vị có hiểu cái này không ta? Người phàm mà tu tứ niệm xứ là phương tiện để giải thoát, còn bậc thánh tiếp tục hành trì tứ niệm xứ vì đó là nếp sống. Một bên là phương tiện, một bên là nếp sống. Người ta thân hành niệm mà khi mà được tu tập theo cái hướng Vipassana đó thì nó chính là tứ niệm xứ nha. Thân hành niệm khi mà được tu tập theo cái hướng Vipassana, tức dùng niệm và tuệ thay vì chỉ định tâm á, thì chính là tứ niệm xứ. Nhớ cái chỗ này nha. Nhớ chỗ này. Có người hỏi Đức Phật Bạch Thế Tôn, phải an trú cái phải sống như thế nào, phải an trú cái gì, phải khởi tâm, phải dán tâm vào cái gì để một người phàm trở thành một bậc thánh, phải sống ra sao đây? Đức Phật ngài dạy tứ niệm xứ, an trú tứ niệm xứ, sống trong tứ niệm xứ. Rồi họ hỏi như vậy nếu mà một vị A La Hán đã không còn cái chuyện gì để làm nữa, như vậy cách trong tâm tư vị A La Hán thường ngày họ an trú trong cái gì? Đức Thế Tôn tiếp tục trả lời, trong tứ niệm xứ, bằng tứ niệm xứ, hít thở sinh hoạt bằng tứ niệm xứ, chưa chứng thì cũng tứ niệm xứ, mà đắc rồi cũng tứ niệm xứ. Nó giống mà nó khác, nó giống ở chỗ là đều là tứ niệm xứ, nhưng nó khác ở chỗ là phàm phu á,
xem Tứ Niệm Xứ là phương tiện để đi đến giải thoát. Còn riêng vị La Hán thì Tứ Niệm Xứ lúc bây giờ nó là nếp sống duy nhất, vì nó không còn một kiểu sống nào khác, chỉ có sống bằng cái tâm tư mà trọn vẹn gì hết mình, tận tuyệt với Tứ Niệm Xứ. Mà Tứ Niệm Xứ là cái gì thì bữa hổm đã giải rồi, tức là làm gì biết nấy, thân tâm đang trong trạng thái nào vị ấy biết rõ vậy thôi nha. Thân tâm đang trong trạng thái nào vị ấy biết rõ, thân tâm đang ra sao đều biết rõ, và biết chúng là gì, tức biết rõ quát và hao. Hao là nó đang ra sao, và những cái mà đang có mặt đó, nó là gì, chỉ có quát và hao thôi nha. Chỉ có quát và hao, cho nên là đơn giản Tứ Niệm Xứ là vậy. Tứ Niệm Xứ là chỉ biết rõ nó thân tâm này đang ra sao, nó đang thiện đang ác, mà thiện là gì ta, ác là gì ta. Mình biết rằng nó đang là sân, đang là tham, tham là gì, sân là gì, vì đã biết rõ nha. Chỉ có sống bằng tuệ, tuệ và niệm thôi, đó là Vipassana nha. Thì một cái người mà còn phàm ấy thì người ta sống Tứ Niệm Xứ vì đó là phương tiện để mình giải thoát, nhưng mà cái bậc thánh ấy, thì người ta sống trong Tứ Niệm Xứ vì đó là cái kiểu sống. Bây giờ hết giờ rồi, tôi lại có việc nữa, việc nhà làm trước khi trời tối. Nó có một cái đoạn mà ngày mai các vị, ngày mai biết ngày mai được không ta, cái đoạn 31, làm ơn cái vị nào làm admin làm ơn ghi giùm 31 46 nha. 31 đến 46 rất quan trọng. Cái đoạn này mà nó giải thích nè, nhờ tu thân hành niệm mà dẫn đến gọi là quảng đại trí tuệ, thâm sâu trí tuệ, vô song trí tuệ, vô hạn trí tuệ. Mấy cái này nè, rồi cái gì trí tuệ nhẹ nhàng, trí tuệ quan hỷ, trí tuệ tốc hành, trí tuệ sắc sảo, trí tuệ thể nhập, mấy cái này nó vô cùng và vô cùng hay. Cho nên cái phần này mình không có lướt qua được. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Bye bye. Ngày mai mình gặp nhau nha. Ngày mai, vậy ngày mai nữa. Ngày mai, dạ. Ngày mai cũng 2 giờ như hôm nay.